cần phải nhận thức rõ về các vấn đề liên quan đến hàng rào phi thuế quan trong giao dịch quốc tế là nhận định của các chuyên gia tại khóa huấn luyện đối phó với các hàng rào phi thuế quan và sử dụng công cụ phân tích thị trường do Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC tổ chức. Với việc tham gia vào thị trường quốc tế, thông qua ký kết các hiệp định thương mại tự do, song phương và đa phương, Việt Nam đã và đang tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Ngoài những thuận lợi do các FTA mang lại, Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là những trở ngại trong giao thương quốc tế. Thực tế, doanh nghiệp của ta còn nhỏ, năng lực và khả năng để hiểu rõ về các vấn đề rào cản trong giao dịch thương mại còn hạn chế, từ đó dẫn đến những thiệt hại trong kinh doanh và xuất khẩu. Trong các buổi tập huấn này, chúng tôi tập trung truyền tải các kiến thức về tiếp cận thị trường, công cụ để tìm kiếm thông tin về thị trường. Mục đích chính là chúng tôi đào tạo cho các giảng viên, tư vấn viên và sau này họ có thể tư vấn cho khối doanh nghiệp để khối doanh nghiệp có thể tận dụng các công cụ này, trang bị kiến thức tiếp cận tìm hiểu thị trường một cách hiệu quả. Thì cái việc nhận biết được những cái thông tin, những cái kiến thức liên quan đến cái khái niệm về phi thuế quan này nó còn rất là hạn chế đối với doanh nghiệp của chúng ta. Chúng tôi sẽ tập trung triển khai thực hiện chính là cái việc mà chúng ta phải triển khai các hoạt động mang tính bền vững. Bền vững ở đây là gì? Đó là chúng ta huấn luyện một cái đội ngũ giảng viên, chuyên gia thật sự là vững vàng về mặt kiến thức, đặc biệt là về mặt phi thuế quan, để sau khi mà các giảng viên và tư vấn đã được huấn luyện, chúng ta đã có một cái đội ngũ rất là cứng để có thể đi hỗ trợ và tư vấn lại cho doanh nghiệp. Cũng tại chương trình, các chuyên gia ITC giới thiệu và hướng dẫn các học viên cách sử dụng các công cụ được ITC thiết kế bài bản để phân tích thị trường. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là đội ngũ tư vấn, được trang bị các kiến thức nền tảng và chuyên sâu, hỗ trợ triển khai hoạt động kinh doanh và xuất khẩu hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tránh được những rủi ro trong xuất khẩu.